Man City, Chelsea vô địch Champions League, giành thắng lợi tối thiểu 1-0. Chelsea đã có lần thứ 3 liên tiếp đánh bại Man City, và quan trọng hơn, trận thắng này mang lại cho họ danh hiệu vô địch Champions League. Havertz là người ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết. Đúng như tuyên bố của Thomas Tuchel, Chelsea dường như đã tìm ra sơ hở của cỗ máy Man City. Đầu trận chung kết lúc 2 giờ sáng nay tại Porto, Bồ Đào Nha, Chelsea đã liên tục khoét vào hành lang phải nơi Kyle Walker trấn giữ, vì quá ham tấn công có lẽ khiến Walker không kịp lui về bịt lỗ hổng. Hệ quả là liên tiếp trong 15 phút đầu, Chelsea có liền hai cơ hội nguy hiểm từ cánh của Anh, nhưng vì sự vô duyên của Timo Werner mà bàn thắng đã không sớm đến với The Blues. Đầu tiên là phút 11, nhận bóng thoải mái từ cự ly 7m xong Werner lại đá hụt. Đến phút 14, Anh có bóng khá thoải mái và cũng xử lý rất gọn gàng, nhưng cú đá cuối cùng lại đi quá nhẹ và tạo điều kiện cho Ederson bắt gọn. Sau đó, Man City đã lấy lại thế trận, tổ chức các pha lên bóng khá đường nét, nhưng họ vẫn thiếu một chút sắc sảo để khiến thủ môn Mendy phải vất vả. Man City cầm bóng nhiều nhưng hầu hết là ở khu vực giữa sân, họ không thể tạo nên đột biến khi xâm nhập vòng 16m50 của đối thủ. Trong khi đó, ở mặt trận phòng ngự, những lỗ hổng vẫn cứ xuất hiện, và cuối cùng, họ đã phải trả giá. Phút 43, các cầu thủ Chelsea tổ chức phản công sắc bén, bóng được chuyền vượt tuyến lên cho Kai Havertz và cầu thủ này đã bứt tốc mạnh mẽ, vừa qua hậu vệ lẫn thủ môn đối phương để dễ dàng ghi bàn đưa The Blues vươn lên dẫn 1-0, có lợi thế dẫn bàn, trong khi thế trận lại rất chủ động. Đó là những cơ sở để Chelsea tự tin hướng đến chức vô địch lần thứ hai kể từ mùa 2011-2012. Và dù trung vệ trụ cột Thiago Silva có phải sớm rời sân do chấn thương thì họ vẫn tự tin chặn đứng hầu hết các pha lên bóng từ phía đối thủ. Hàng tiền vệ pressing tốt, hai hậu vệ biên liên tục leo cao để chặn đứng các pha tấn công của Man City. Đó là vũ khí giúp Chelsea tạo nên sự chủ động. Thế trận hiệp 2 cũng không khác biệt là bao khi Pep Guardiola tỏ ra bế tắc trong khâu gỡ bí cho học trò. Rồi mọi ý tưởng của ông dần cạn kiệt khi Zebruni chấn thương, phải rời sân. Trong lúc Sterling bị bịt kín mọi đường xuống biên trái, Man City cầu viện vào niềm hy vọng cuối với việc tung Aguero vào sân. Nhưng Chelsea cũng đáp trả bằng việc đưa Kovacic vào để bổ sung sự chắc chắn cho tuyến giữa. Do đó, không những Man City không thể áp sát khung thành đối thủ, họ còn suýt nhận bàn thua thứ hai. Đó là tình huống ở phút 73 khi Pulisic lẹn xuống rất nhanh đối mặt với Ederson, tiếc rằng pha dứt điểm của anh lại đi quá thiếu chuẩn xác. Và đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu bởi thời gian còn lại, Man xanh chỉ biết tạt bóng vào cầu mây, bằng lối chơi khoa học, pressing cực trap, đồng thời tận dụng tối đa những sai lầm nơi hàng thủ đối phương, Chelsea đã tiếp tục dạy cho Man City một bài học. Thắng lợi 1-0 này giúp họ khép lại mùa giải viên mãn với chức vô địch Champions League. Trong khi đó, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn sẽ phải mỏi mòn chờ đợi cơ hội ở mùa sau.